cho mẹ làm bao nhiêu? Ăn nhầm một túi. Đi nhé. Chị bán hàng kìa. Này nè, chị vào. Dạ xin. 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 Chó đâu, 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 chó đâu
Đây, con chó đây. Đây, thích không? Giữ cái này cho con nhé. Con ra pha sữa cho em uống nhé. Ôi đi cả ngày mệt lắm rồi nhỉ. Để xong pha sữa cho con uống nhé. Để xong pha sữa cho con uống à. Để cái này xong pha.